Từ xa xưa, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt được xem như một phần của y học cổ truyền, đã nổi tiếng bởi khả năng điều trị bệnh hiệu quả. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, cùng những nghiên cứu mới nhất được Trung tâm Ứng dụng Đông Phương Y Pháp đã phát triển và ứng dụng châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ, thủy châm, giác hơi vào điều trị bệnh đạt hiệu quả cao. Cái tên Đông Phương Y Pháp đã dần trở nên quen thuộc với hàng nghìn người, trở thành kim chỉ nam đi đầu cho xu hướng điều trị bệnh mới nhất, chữa bệnh không dùng thuốc. Với dịch vụ trị liệu không dùng thuốc tại trung tâm bao gồm xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, thủy châm, điện châm, nhu châm, cấy chỉ, chiếu đèn hồng ngoại, giúp điều trị các bệnh lý về cơ xương, khớp, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mất ngủ, liệt dây thần kinh số 7, giảm béo. Có tác dụng lâu dài, không nhờn thuốc, không tác dụng phụ, mang lại hiệu quả điều trị cao. Đây đều là những phương pháp đã được hàng triệu bệnh nhân biết đến và tin dùng. Châm cứu là thủ thuật dùng kim châm vào các huyệt đạo trên cơ thể để kích thích khí huyết lưu thông nhằm giảm đau hoặc cho các mục đích điều trị. Cấy chỉ là phương pháp đặc biệt, độc đáo của châm cứu Việt Nam, bao gồm chôn chỉ, vùi chỉ, xuyên chỉ, thắt buộc chỉ. Phương pháp cấy chỉ đưa chỉ cắt gút vào huyệt châm cứu của hệ kinh lạc để duy trì sự kích thích lâu dài, qua đó tạo tác dụng điều trị như châm cứu nhưng hiệu quả lâu dài hơn. Chỉ cắt gút cấy vào vị huyệt có tác dụng làm tăng protein và tăng chuyển hóa dinh dưỡng của cơ. Xoa bóp bấm huyệt là phương pháp dùng bàn tay, ngón tay để tác động một lực nhất định lên huyệt đạo, da thịt, gân khớp của người bệnh. Các lực này tác động trực tiếp lên các thụ thể thần kinh dày đặc ở dưới da, tạo ra các phản xạ thần kinh đáp ứng, từ đó tạo nên tác dụng điều hòa quá trình hưng phấn hay ức chế thần kinh trung ương, gây thư giãn thần kinh, giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung, giảm đau, giãn cơ. Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, phần lớn nhờ vào sự cống hiến, đóng góp của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và luôn tận tâm trong nghề. Các chuyên gia, bác sĩ của trung tâm đều được đào tạo chuyên nghiệp, là những tiến sĩ, bác sĩ có kinh nghiệm nhiều năm trong nghiên cứu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nguyên phó khoa châm cứu sinh dưỡng chuyên gia, tư vấn sức khỏe trên VTV2, VOV, giám đốc chuyên môn Trung tâm Ứng dụng Đông Phương Y Pháp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Doãn Hồng Phương, nguyên phó trưởng khoa nội Bệnh viện châm cứu Trung ương, phó giám đốc chuyên môn Trung tâm Ứng dụng Đông Phương Y Pháp, cùng rất nhiều y bác sĩ, chuyên viên kỹ thuật, tay nghề cao, hàng đầu cả nước đang công tác khám chữa bệnh tại trung tâm. Bác sĩ Vân Anh nói về phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Và như chúng ta biết là châm cứu này chúng ta hoàn toàn không đưa bất kỳ một cái loại thuốc hay một cái hóa dược gì vào trong cơ thể con người, như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn cho người bệnh và người bệnh sẽ không mắc không ảnh hưởng gì đến các cái cơ quan ở trong cơ thể và con người, và nhưng mà nó lại rất có cái hiệu quả tác dụng trong rất nhiều các cái bệnh lý. Huyết áp của bác cao thì tôi không xâm được, tôi về tôi bảo với con đề tôi bảo là con giới thiệu mẹ lên trung tâm 132 ô chợ dừa để châm cứu. Nhưng mà đấy, tôi vào châm cứu thì cảm thấy các bác sĩ ở đấy cũng nhiệt tình, vừa châm cứu vừa bấm huyệt, là nói chung là cảm thấy là bệnh nó cũng biến chuyển mà nhẹ nhàng hơn. Thế khi mà vậy mắc mũi tôi, khi bác sĩ bấm huyệt ấy thì tôi cảm thấy mắt nó không bị sụp nữa mà thấy nhẹ nhàng. Câu chuyện phục hồi sức khỏe sau tai biến bằng phương pháp châm cứu bấm huyệt của bà Đoàn Thị Miên chỉ là một trong hàng ngàn những câu chuyện đã được các bác sĩ tại Trung tâm Ứng dụng Đông Phương Y Pháp vẽ lên bằng những cây kim tưởng chừng vô tri vô giác. Có đi đông y chỗ nọ chỗ kia, thế nhưng mà nói chung thì để so sánh với lại, tại vì là cũng có đi đông y, là ví dụ như đông y nhà nước chẳng hạn, thế với đây thì rõ ràng ở đây thì sẽ là tốt hơn rất nhiều. So với thực ra thì năm ngoái cô cũng có đi theo cái bảo hiểm y tế ở chỗ đông y Hà Nội, nhưng mà nói chung người ta làm nó không có hiệu quả, thế thành ra là năm nay cô bị thì cô lại sang đây, cô thích ở bên này hơn, mặc dù là mình phải bỏ tiền túi.
Với phương châm không cần dùng thuốc, hiệu quả điều trị cao, an toàn tuyệt đối, chi phí thấp, xu hướng điều trị của thế kỷ 21, Trung tâm ứng dụng Đông Phương Y Pháp đã thực sự thành công và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Hàng ngàn bệnh nhân đã tin tưởng và lựa chọn trung tâm để khám và chữa bệnh, đồng thời đã dành nhiều lời khen ngợi cho trung tâm. Suốt chặng đường hình thành và phát triển, trung tâm đã xây dựng hệ thống trị liệu và chăm sóc sức khỏe trải rộng trên khắp cả thành phố lớn của cả nước, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của cộng đồng.